Đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu, những bức tranh, bức vẽ tô màu sao thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Hello các bạn nha. Tô màu các bạn này. Một lúc lại tô một bộ phận các bạn nha. Tô còn lại trước rồi mình sẽ suy nghĩ đi tìm sản phẩm để mình tô. Nhìn con này nhìn cứ đi nhỉ. Đây xem này. Này. Đây. Cất lại. Ai nhìn đẽ này thích nhỉ, đẹp nhỉ. Đẽ này cái góc này nhìn đẹp ấy. Đây thằng này chơi lốc két là thế nào nó cũng chụp luôn. Nhưng mà lốc đéo nào cũng lốc. Người đây thả lỏng các thứ. Sao hết rồi này. Này 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 xinh đẹp. Nó kêu là anh no rồi thế cho vừa không từ từ anh bóc được vậy đã ăn ngủ đã mẹ ra ngoài anh cho vào sau rồi nhé tôi vừa mới cho một tí nữa xong rồi nhé vào đây vào đây đấy. Đi. Em sẽ bắt đầu tôi vào như kia bạn nha. Chào tạm phải cơ, nếu như này ngồi chờ. Có 5 tỷ nha, tiền hoạt định 5 tỷ nha, 999 950 nha. Xin với tạo rồi. Nhưng mà sai sẽ chỉnh được cái đấy, mẹ bắn đấu trong cho mày ba đấy. Ấn ra ấn vào không ép được mẹ. Người thôi, ý là cơ em mới chỉnh lâu rồi. Từ lúc mà nó ra cái kia bạn đỏ xong cái chỉnh tên cái lõng chỉnh rồi mà mật khẩu cũng chỉnh rồi có cái đéo chưa chỉnh đâu nhỉ gần đâu mà đó lõng ấn 13 rồi nhưng đéo được thằng nào thì chia sẻ với nhau hàng xóm cái hàng quá cái phải đứng đây chịu nó có cậy chịu nhiều đánh nhau nữa kia ơi, quay video nhá, đây nhá cảnh rất chill, xong quay một phát ra ngoài bên kia, quay nó đang bùm 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 ngoài, xong kéo cái nhạc chill vào bây giờ, nhạc mà setting vào, giờ làm gỡ lên, mẹ, phải nhạc như gì, setting rất là mạnh, nhưng mà setting mới lên, để mình mua bảo, thì nó tăng lực, sức mạnh của setting quá là lớn. Nào về cho đi. Ông chạy tiếp. Ông ăn chạm. Có gì không? Lâu. Này còn lâu. Thử có bông keo Thử có bông keo Nửa bẹ ra đi. Đấy sao nó không cho nó chất. Con kéo đấy. Thanh chí luôn. Thanh chí nhất đời. Sợ không kéo các bạn nha. Mình nhìn vật ấy, tì vậy. Đây là bao nhiêu là? Bắn loại keo mình mong. Tôi cả thêm bóng keo. Ô đéo không kéo. Bây giờ quen chạy lên cho dựng keo lên. Giấy ra giấy. Em bảo văn phòng bị cô lỗi rồi.
Ở đây có một kéo cơ mẹ. Thằng điên 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 không không ngại ngại ăn bắn nhau. Mày mày là đứa cho đấy đấy. Tính nhận đấy là bị keo mà. Nghe đâu, ông tắt tính rồi. Làm tắt cái ông tính mà dẫn là. Gần rồi, gì mà tắt. Rồi tắt gần hết thì cần. Vẫn sọt, mẹ không dám này. Vẫn sọt thì đấy, cái gì đi. Vào được thì thôi chứ. Mẹ ơi, cái. Hello tất cả mọi người, lại là mình đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao được thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì sẽ đi về chi tiết cho mọi người. Tôi một xong nhưng mà lấy cái này bao nhiêu tiền một chén sáu mươi bây giờ mình tiếp tục tôi vào như thế này. Thank you.
Thôi nghe thôi mà là nghe đang hay nghe vừa chưa tối mình nghe tiếp một tí đà nghe một tiếng đà như này nghe đến 4 giờ như này mà là thôi lịt mẹ lại chăm chăm lịt mẹ nó đang nghe à nghe tối về nghe tiếp đấy. Đấy, đấy. Tôi đi. Kết thúc rồi bạn. Hello tất cả mọi người.